Alo, 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 xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án kiếm coin free. Dự án iDrop hôm nay sẽ kiếm đồng Parrot, Parrot Swap, Parrot Pi iDrop. Dự án này sẽ phát khoảng 150 đồng và tương đương với khoảng 75 đô la. Dự án này vẫn sử dụng mạng BSC Wallet và chúng ta sẽ chatbot để nhận coin nhé. Mọi người làm theo hướng dẫn của mình để nhận cái token này. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình một cái tài khoản web, Telegram web nhé các bạn nhé. Và đây thì mọi người vượt qua cái captcha này cho mình nhé. Nó đánh captcha đấy mọi người. Cái tàu. Ở đâu có tàu để các bạn kích vào đấy. Submit nhỉ. Quay lại đây mọi người ấn check nhé. Ở đây thì mọi người ấn vào join iDrop ở đây. Theo dõi một cái group này. Quay lại join tiếp một cái nữa này. Quay lại mọi người vào phần setting. Các bạn copy tên này nhé. Dán vào đây cho mình. Tiếp theo là các bạn flow Twitter. Các bạn chờ mình một ít vì mất hết điện rồi. Hết điện máy tính rồi. Mọi người có ở đây mình theo rồi thì mình sẽ theo bên này nhé. Mọi người theo dõi Twitter Red lại pin ở post. Đây. Flow này. Này này, Red Twin này, con à, cái này là con chim nhá các bạn nhá. Chuyển hết sang động vật hết rồi. Hết chó bây giờ lại quay lại chim rồi mọi người ơi. Mọi người copy lấy tên này. Dán tên vào đây nhé. Theo dõi Medium. Các bạn ấn Follow. Vào đây mọi người copy lấy tên nhé. Tên ở đây. À, xem nào, hình như nó hỏi cái profile ấy. Đúng rồi, profile nhé mọi người nhé. Dán cả profile, cuối cùng là các bạn dán ví. Chúng ta vẫn sử dụng ví Binance Smart Chain ở trên MetaMask nhá. Ví này thì mình dùng rồi, mình sẽ dùng sang ví 2. Đây. Các bạn dán ví vào này. Các bạn ấn vào Get Rep Link thì để lấy link giới thiệu bạn bè này. Đấy, các bạn nhận được 100 Parrot nữa cho một người đăng ký theo link của các bạn. Dự án này mình cũng check check qua qua thấy khá là ok. Bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn có thể đăng ký nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần mở rộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình.